Chào mừng các bạn đến với bản tin chính sách mới có hiệu lực tháng 3 năm 2024 của Luật Việt Nam. Tháng 3 này là tháng có nhiều chính sách mới về kinh tế, xã hội chính thức có hiệu lực. Có thể kể đến hàng loạt phí, lệ phí sẽ được áp dụng, tăng mức giá máy bay. Thêm vào đó còn rất nhiều quy định mới đáng chú ý khác. Tôi là Hồng Minh, người đồng hành cùng các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Sau đây là tóm tắt các chính sách mới đáng chú ý của tháng 3. Tăng giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Bãi bỏ quyết định về cho vay mua máy tính học online từ ngày 30 tháng 3 năm 2024. Từ ngày 22 tháng 3 năm 2024, áp dụng chuẩn cơ sở giáo dục đại học mới. Bổ sung số định danh cá nhân trong hoạt động ngân hàng từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Đối tượng được mua nhà ở trong khu công nghệ cao từ ngày 25 tháng 3 năm 2024. Hàng loạt loại phí, lệ phí được áp dụng từ ngày 21 tháng 3 năm 2024. Được xin cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện online từ ngày 25 tháng 3 năm 2024. Ngay từ ngày đầu tiên của tháng 3, tức từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, Thông tư 34 năm 2023 sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản sẽ có hiệu lực. Theo đó, các đường bay phát triển kinh tế, xã hội có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1,6 triệu đồng trên một vé trên một chiều và 1,7 triệu đồng trên một vé trên một chiều với các đường bay khác. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng trên một vé trên một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Cụ thể, với đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, mức giá trần đã tăng thêm 50.000 đồng trên một vé trên một chiều. Đường bay có khoảng cách từ 850 km đến dưới 1.000 km có mức tăng giá trần là 100.000 đồng trên một vé trên một chiều. Đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km có mức tăng giá trần là 200.000 đồng trên một vé trên một chiều. Và đường bay có khoảng cách từ 1.280 km trở lên có mức tăng giá trần là 250.000 đồng trên một vé trên một chiều. Trong đó, mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không, bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý, khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm. Bãi bỏ quyết định về cho vay mua máy tính học online là nội dung đáng chú ý được Thủ tướng Chính phủ nêu tại quyết định 02/2024 có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 năm 2024. Theo đó, quyết định này bãi bỏ toàn bộ quyết định số 09/2022 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, ban hành ngày 4 tháng 4 năm 2022 trước đó. Với các hợp đồng tín dụng đã được ký trước ngày 30 tháng 3 năm 2024 thì sẽ giải quyết như sau. Các bên, ngân hàng chính sách xã hội, khách hàng, các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký. Việc theo dõi, thu hồi nợ, xử lý nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ này do ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục thực hiện theo quy định áp dụng với ngân hàng này. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 01/2024 về chuẩn cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 năm 2024. Theo đó, ban hành kèm thông tư này là tiêu chuẩn, tiêu chí, là các yêu cầu tối thiểu về điều kiện bảo đảm chất lượng và chỉ số hoạt động của một cơ sở giáo dục đại học. Cụ thể, tiêu chuẩn 1 về tổ chức và quản trị. Trong đó, bộ máy tổ chức phải ổn định, hệ thống quản trị hiệu quả, minh bạch, gồm các vị trí lãnh đạo chủ chốt và không khuyết thiếu đồng thời 2 vị trí quá 6 tháng. Tiêu chuẩn 2 là về giảng viên. Theo đó, giảng viên cơ sở đại học phải đáp ứng tiêu chuẩn về số lượng, trình độ, quỹ thời gian đảm bảo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu. Tiêu chuẩn 3 về cơ sở vật chất, phải có khuôn viên, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin và học liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Tiêu chuẩn 4 phải duy trì cân đối tài chính. Tiêu chuẩn 5 về tuyển sinh và đào tạo, phải duy trì được chất lượng, hiệu quả và hỗ trợ người học. Tiêu chuẩn 6 là phải có năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, thể hiện qua các kết quả công bố khoa học và nguồn thu từ hoạt động này.
có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, Thông tư 24 năm 2023 đã sửa đổi, bổ sung các thông tư về việc xuất trình, cung cấp giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động ngân hàng. Theo đó, Thông tư 24 sửa đổi các giấy tờ trong thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ của thành viên tham gia góp vốn vào ngân hàng hợp tác xã gồm tên và địa điểm đặt trụ sở chính, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, số vốn góp và tỷ lệ, thời hạn góp vốn. Họ tên, nơi ở hiện tại, trường hợp khác nơi thường trú, tạm trú, số chứng minh nhân dân hoặc định danh cá nhân, với cá nhân là người đại diện theo pháp luật, người đại diện vốn góp. Trong khi đó, quy định cũ ngoài chứng minh nhân dân thì có thể dùng hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Quy định mới đã thay những giấy tờ này bằng định danh cá nhân. Hồ sơ đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần từ trái phiếu chuyển đổi, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận để lại và các quỹ khác, bao gồm các tài liệu với cá nhân. Với cá nhân mang quốc tịch Việt Nam, họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân. Quy định này đã bổ sung giấy tờ là số định danh cá nhân thay cho số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hoặc số hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng thực hợp pháp khác. Với cá nhân không mang quốc tịch Việt Nam, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày và nơi cấp. Như vậy, quy định mới đã chia rõ hai đối tượng so với quy định cũ đang không phân biệt có quốc tịch Việt Nam hay không. Từ ngày 25 tháng 3 năm 2024, Nghị định 10/2024 về khu công nghệ cao chính thức có hiệu lực. Theo đó, các đối tượng được thuê mua nhà ở, cơ sở lưu trú, phục vụ người lao động trong khu công nghệ cao được quy định tại khoản 5, điều 14, Nghị định 10 về chính sách phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người lao động trong khu công nghệ cao, gồm người lao động được ưu tiên xét mua nhà ở, làm việc trong ban quản lý khu công nghệ cao, chuyên gia, người lao động có hợp đồng không xác định thời hạn với nhà đầu tư tại khu công nghệ cao. Tổ chức là nhà đầu tư, cá nhân là chuyên gia, người lao động làm việc tại khu công nghệ cao, được thuê nhà trong thời gian làm việc, hoạt động tại đây. Hàng loạt loại phí, lệ phí được áp dụng từ ngày 21 tháng 3 năm 2024. Trong đó, phải kể đến các loại phí được Bộ Tài chính ban hành tại các thông tư và chính thức được áp dụng từ ngày 21 tháng 3 năm 2024 như sau. Trình tự cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, điều 1, Nghị định 14/2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 3 năm 2024. Theo đó, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài có thể gửi hồ sơ cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện bằng một trong 3 cách sau đây. Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp giấy phép. Trong trường hợp này, người nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu, giấy ủy quyền được dịch ra tiếng Việt và hợp pháp hóa lãnh sự, gửi qua dịch vụ bưu chính, quy định cũ đang để là đường bưu điện đến cơ quan cấp giấy phép. Bổ sung hình thức nộp online các thành phần hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Thời gian giải quyết cũng tăng từ 15 ngày làm việc lên 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đồng thời, bổ sung quy định về thời hạn giải quyết là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nếu phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Như vậy, quy định mới đã sửa căn cứ tính thời hạn giải quyết từ 15 ngày làm việc thành 20 ngày, không phân biệt là ngày làm việc hay không, và bổ sung thời hạn nếu phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Trên đây là tổng hợp các chính sách mới có hiệu lực tháng 3 năm 2024 đáng chú ý. Nếu thấy video bổ ích, bạn hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin mới nhất về pháp luật.